Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 251, xử lý. Chị tính toán lợi nhỏ, bây giờ cũng không có thiệt hại mạng người. Có phải muốn nói phi kính quận vương cũng chẳng phạm lỗi làm gì lớn kính quận vương phi biết tìm thời cơ thật kêu oan ở ngay trước mặt ngũ vương phi tín thần vương phi và nàng. Chị dâu của kính quận vương phi cũng bị kéo vào, hai người đàn bà ẩm ý như thế. Mọi chuyện sẽ từ vụ án mua chuộc hung thủ giết người biển thành đàn bà trong nhà muốn tính toán chút hơi. Chị dâu của kính quận vương khóc lóc kể lể về công lao tỏ tiên, nói luôn miếng đất kia vốn được ban cho nhà họ. Lâm Di nhìn sang phía ngũ vương phi, ngũ vương phi dường như rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai chị em dâu kính quận vương phi ai cũng có tính toán riêng của mình rõ ràng ngũ vương gia ủng hộ phía tôn thất bằng không đã chẳng để ngũ vương phi đến giúp đỡ ngũ vương phi chỉ cần đem chuyện chị em dâu kính quận vương kể lại cho thái hậu nương nương biết vậy cả thái hậu nương nương cũng có thể đàm luận về vụ án này tín thân vương phi là trưởng bối ở tôn thất doanh rất quen xử lý những chuyện này rồi giờ lại có ngũ vương phi giúp đỡ cả nhà kính quận vương sẽ không bị trách mắng nặng nề gì cho dù có truy cứu tiếp thì cũng sẽ có quản sự trong phủ gánh tội thay tôn thất và huấn quy phạm tội chỉ cần không động đến cục diện chính trị thì phần lớn đều có kết quả thế này vì vậy tôn thất mới dám trắng trợn bỏ tiền giết người kính quận vương phi và chị dâu đang nói hằng thì bên ngoài có tiếng của tường thị ta tới đưa danh sách món ăn mà vẫn không cho vào à chẳng phải khang quận vương phi cũng ở trong đó sao lúc này lâm di mới nhớ ra bèn nhìn tín thân vương phi lúc nãy con định cầm danh sách món ăn cho buổi tiệc tới cho người nhìn qua mà quên mất có lẽ vợ nguyên kỳ thấy được nên giờ mang tới đây mà câu này phảng phất nghe như là bọn họ cố tình giữ khang quận vương phi lại vậy tưởng thị tiến vào vừa đi vừa cười nói đề phòng như vậy làm cứ tưởng là tam pháp tu hội thầm ấy nhìn thấy hai chị dâu kính quận Vương Phi, câu còn lại của tưởng thị kẹt luôn trong miệng, mất tự nhiên hơn, nàng cũng vội vàng giải thích, con thật sự không biết. Cứ tưởng không có danh sách thì làm sao bàn bạc về yến tiệc được. Tín thân Vương Phi cười nói, cũng chẳng có chuyện gì, chỉ nói mấy câu ngoài lề mà thôi. Nghe vậy tưởng thị mới yên tâm, thở dài đưa danh sách cho Lâm Di, Lâm Di cầm dâng cho tín thân Vương Phi tưởng thị lại nhanh miệng thuật lại kết quả thương lượng của cả nhóm. Lâm Di thêm vào, thay vì đổi món mới, hay là làm nhiều món ngọt một chút, mận núi sen kỵ chắc mọi người đều thích ăn. Còn nghe nói mấy năm qua mọi người đều chê mận núi khá chua, có vẻ không may mắn lắm, nên không dọn ra. Nhưng mấy người chúng con lại nghĩ, mận núi tròn, ngụy tròn vẹn đầy đặn, rất hợp cho Tết đoàn viên thể này còn về phần chua thì chỉ cần làm ngọt một chút là được xến thêm lớp đường trông vừa đẹp vừa ăn ngon khang quận vương phi huyên thuyên không ngừng cứ như đang thật sự bàn về tiệc trung thu ngũ vương phi hơi nhướng mắt hai chị em dâu kinh quận vương phi liếc nhau kiên nhẫn chờ lâm di và tường thị liệt kê từng món trên danh sách tưởng là ít nhưng nói xong hết thì đã không còn sớm nữa người gác cổng nhanh nhảu chuẩn bị xe mọi người tục tục ra về Lâm Di cũng nhún người cao từ rồi cùng tưởng thị ra khỏi phòng của tín thân Vương Phi. Lâm Di và tưởng thị ngồi chung một xe. Chờ xe chạy ra khỏi tôn thất doanh, tưởng thị nói liền, ta cứ tưởng nhà kinh quận Vương Phi sẽ tránh muội như tránh tà chứ, ai ngờ lại cố tình giữ muội lại trong phòng. Rõ ràng là tội của bọn họ, vậy mà còn hùng hồn kêu oan như thế. May mà muội có chuẩn bị trước, bằng không thể nào cũng phải chứng kiến thêm vở hí kịch chờ đằng sau rồi. Lâm Di nhớ tới tưởng thị vừa vào cửa liền so sánh với tam pháp tự hội thầm, về sau đừng nói thế nữa, chuyển tới tại trưởng bối trong nhà thì sao? Tưởng thị cười nói, trưởng bối trong nhà cũng chương mắt vụ này mà, khi nghe kể về chuyện của kính quận vương, ai cũng nói thẳng là làm hỏng thanh danh tôn thất quá. Nói tới đây nàng bỗng thôi cười, giờ ngay cả ngũ vương phi cũng nhúng tay vào chỉ e vụ án này không dễ kết thúc vậy đâu, đến vụ án thiên tân mà Hoàng thượng cũng giao cho ngũ vương gia xử lý mà. Ta nghe Nguyên Kỳ từng nói, trưởng bối tôn thất cũng âm thầm bàn về chuyện chữ quân, ngũ vương gia giống Hoàng thượng nhất, mẹ để lại tôn quý, về sau rất có thể. Thừa kế đại quyền, nếu thật sự là thế, vậy giờ tuyệt đối không thể đắc tội ngũ vương gia và ngũ vương phi. Lâm Di hiểu ý tưởng thị, nhưng chuyện đã tới nước này mới nghĩ thể thì muộn rồi lâm di chưa từng gặp ngũ vương gia bao giờ nhưng ngũ vương phi thì không phải người khoan dung độ lượng có lẽ biết được lâm di đang nghĩ gì tường thì cũng nở nụ cười bất đắc dĩ lâm di đưa tường thị cùng đến phủ quảng bình hầu tường thị lấy lễ vật đã chuẩn bị sẵn đi bái kiến lão thái thái nhánh cả trần gia trịnh thất tiểu thư và châu lạng huyền cũng tới thăm lâm sương tường thi hành lễ nói vài câu với lão thái thái nhánh cả rồi cùng Lâm Di tới phòng Lâm Sương. Trịnh thất tiểu thư vừa nắm tay Lâm Sương vừa rủa xả hung thủ, Châu Lạng Huyền thì chỉ ở một bên cười cười. Lâm Di cùng tưởng thị bước vào mắt trịnh thất tiểu thư lập tức sáng lên. Đôi bên chào hỏi nhau rồi ngồi xuống, nha hoàn dâng trà nóng lên, tất cả bắt đầu đánh giá tưởng thị. Châu Lang Huyên thấy tưởng thị ung dung, ngôn từ thẳng thắn, nói thêm mấy câu nữa thì thành kiến dành cho tường thị lúc trước đã bốc hơi mất hơn nửa. Tưởng thi lần đầu tiên tới phủ Quảng Bình hầu nên không tiện ngồi lâu, chỉ uống chén trà nhỏ rồi ra về. Tưởng thị vừa đi, trịnh thất tiểu thư liền thoải mái hơn hẳn, tiểu nha hoàn dâng điểm tâm lên, cô bé khuyên Lâm Sương ăn một ít. Lâm Sương ăn xong mới kể về chuyện mấy ngày qua, may mà có hoành nhị ra trông non bên kia. Trần Lâm Hoành không đến thư viện mà chạy tới chạy lui đưa đón Trương Phong Tử, làm việc rất đầu ra đó. Lão thái thay nhánh cả cũng khen ngợi, đúng là càng lớn càng chín chắn. Tuy Trần Doãn Viễn vẫn nghiêm mặt đốc thúc con trai phải cố gắng hơn nữa, nhưng cũng thầm vui vẻ, khen ngợi không dứt lời khi ở riêng với tiểu tiêu thị. Nghe nhắc tới Trần Lâm Hoành, trịnh thất tiểu thư chợt nhớ tới mấy ngày trước trong nhà dâm loan tin muốn kết thông gia với phủ Quảng Bình Hầu, nên hơi mất tự nhiên. Sau khi tổ phụ cáp quan, mẫu thân đi khắp nơi để xin cho phụ thân một chức vụ ở Hồng Lô Tử, xong xuôi lại đặt hết tinh lực lên chuyện cưới hỏi của cô bé và ca ca. Hồng Lô Tử phụ trách việc tiếp đón và tổ chức lễ nghi khi sử đoàn các nước khác đến. Tổ chức lễ sướng danh những người đỗ trong các kỳ khoa cử, lo an táng đại thần qua đời. Không phải không có người tới làm mai, nhưng mẫu thân không ghét bỏ ra cảnh thì chê tiền đồ của đối phương. Chọn nàng dâu cũng vậy, nhất định phải là quý nữ, cho dù không phải trưởng nữ nhà hiền quý thì ít nhất cũng phải là khuê tú của nhà quan lại thế gia. Cô bé và ca ca ngày ngày đều phải nghe mẫu thân cảm giảm đến mức lỗ tai sắp mọc kén rồi. Tô mẫu đành phải truyền việc nhà mình đang quân sang cho mẫu thân, khiến mẫu thân không còn nhiều thời gian dành, nhờ thế cô bé với ca ca mới có thể thở phào. Lâm Sương và Châu Lang Huyên ngồi tại trong phòng, Lâm Di lấy cớ đi làm điểm tâm trịnh thất tiểu thư bèn đi theo ra ngoài cô bé kể mẫu thân ta không biết đã nghe nhị thái thái điển thị nói gì bây giờ mê mệt đống tượng kia còn kéo ta đi quỳ lại ta nói điển thị chỉ giỏi giả thần giả quỳ thôi mẫu thân nghe xong lại sầm mặt mắng ta một trận tơi bời lần này nếu không có tổ mẫu nói giúp ta ta còn không thể tới đây đấy lầm gì có thể hiểu được khúc mắc trong lòng huệ hòa quận chúa Mặc kệ vì sao bọn họ lại không muốn kết làm thông gia với Trịnh gia, tóm lại Huệ Hòa quận chúa cũng bị xấu mặt rồi, cũng may Trịnh lão phu nhân sáng mắt sáng lòng. Trịnh Thất tiểu thư nói tiếp, tổ phụ ta cáo quan rồi, nhà cũng chuẩn bị tách ra, tổ mẫu đã lớn tuổi, không định xen vào chuyện nội trạch nữa, muốn mẫu thân tiếp quản toàn bộ. Trịnh gia muốn phân nhà ở riêng, Lâm Di hơi ngạc nhiên, vậy cả nhà nhị lão gia phải dọn ra ngoài. Trịnh Thất tiểu thư gật đầu nghe nói tổ phụ định xin cho nhị thúc một chức quan nhỏ ngoài kinh thay vì tất cả đều tụ trong kinh có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục không bằng để một bên truyền ra ngoài kinh khi có biến còn thêm một con đường tuy đã cáo quan xong trịnh các lão vẫn sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng bề ngoài tưởng như trịnh gia suy tàn nhưng thật ra lại không thể coi thường nói không chừng lý do trịnh các lão mãi không từ quan chính là vì nhị vương gia Già dạ, nhưng chỉ chưa già. Lâm Di cùng trịnh thất tiểu thư đang nói chuyện thì Quất Hồng đi tới báo, người bên nhánh thứ hai đến à. Nhắc tới nhánh thứ hai trần ra, trịnh thất tiểu thư bĩu môi, vị Bồ Tát kia giỏi phát lòng từ bi lắm mà, sao lúc mấu chốt không thấy mặt mũi đâu hết vậy. Dạo gần đây nhà nhị lão thái thái đồng thị im ắng hơn hẳn là vì trốn một bên xem náo nhiệt. Đồng gia cũng đang chờ thời cơ thích hợp để lựa chọn một phe. Nói xong câu này, trịnh thất tiểu thư lại nhỏ giọng hỏi Lâm Di, Tỷ và Lang Huyên. Vẫn bị trịnh thất tiểu thư nhìn ra nhỉ, trịnh thất tiểu thư thăng tính chứ không phải không thông minh mà. Lâm Di khẽ lắc đầu. Trịnh thất tiểu thư nắm tay Lâm Di, bất luận thế nào ta cũng đứng về phía Tỷ. Trần nhị lão thái thái đồng thị đưa cả nhà tới thăm hỏi, Lâm Sương không khỏe muốn nghỉ ngơi, nên giao mấy lễ nghi phức tạp cho các thái thái hết. Các thái thái cũng vui vẻ gánh dùm vợ chồng con trai. Tiểu Tiêu thị vào nhà ôm con gái nhỏ một lát rồi vội vàng vào bếp chuẩn bị tiệc. Cũng may có Lâm Di giúp đỡ, nên đồ ăn nhanh chóng được chuẩn bị đâu vào đó. Đến khi Trần Doãn Viễn trở về, không đầy một khắc sau, Lâm Chính Thanh và Lâm Phương cũng tới. Cứ thế tiệc nhỏ mở trước Trung thu đã khá náo nhiệt. Không còn sớm nữa. Trịnh thất tiểu thư và Châu Lăng Huyên không tiện ở lại dự tiệc, Lâm Di đưa hai người lên xe ngựa, vừa chờ vào tới cửa Nguyệt Lượng thì lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau hòn núi già. Lâm Di nhíu mày, Quất Hồng vừa muốn lên tiếng hỏi, người nọ đã bước ra. Lâm Chính thanh mặc trường bào lụa màu lam nhạt, trông rất sáng sủa. Quất Hồng tiến lên hành lễ. Lâm Di củi mấy bước tránh đường, lãnh đạm hỏi, sao tỷ phu tại ở đây, tứ tỷ đâu? Dường như Lâm Chính Thanh không để ý tới sự lạnh nhạt của Lâm Di, chỉ đăm đăm nhìn nàng. Lão gia bên thân gia cùng huynh đệ trong tộc đến tiến việc ăn tiệc rồi. Trong phủ quá nhiều nữ quyến, nên Trần Doãn Viện bảo tiểu tiêu thị bày một bàn tiệc ở tiền viện cho cảnh nam giới. Chẳng qua chỉ là câu hỏi khách sáo thôi, Lâm Di dở bước chuẩn bị đi. Ai sẽ chết hai cần trong cùng một sự kiện, Lâm Chính Thanh cười khẽ, đừng nói là cô cũng không nhớ được hết toàn bộ. Nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của đối phương, Lâm Di cau mày. Lâm Chính Thanh càng cười tươi hơn, xem ra quả thật không nhớ rõ. Chương 252: Náo nhiệt. Lâm Chính Thanh không nói gì thêm, chỉ cười bí ẩn với Lâm Di. Sớm muộn gì đối phương cũng sẽ biết hết mọi chuyện, rồi sẽ hối hận, sẽ khổ sở vì lựa chọn của mình, sẽ nhận ra chạy trốn là sai lầm, bởi vì hiện giờ mới thật sự là rơi vào hồ lừa một ngày nào đó nhất định đổi phương sẽ cầu xin hắn cứu mình ra. Khi đó bọn họ mới từ từ tính toán, đối phương đã thiểu hơn NPH tướng gì, hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Chuyện đã đi tới nước này, hẳn không thể sốt ruột, cũng không thể nóng vội, chỉ có thể thực hiện kế hoạch từng bước một. Những hình ảnh rời rạc khi trước đã được ghép lại, mặc dù vẫn không phải là một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để nhìn thấu được bí mật trong đó rốt cuộc hẳn cũng không cần tiếp tục bị người khác xem như đồ mốc nữa lâm chính thanh khẽ cười khi tới đúng thời điểm hắn có một câu muốn nói với đối phương bây giờ hiển nhiên vẫn chưa phải lúc trong nháy mắt lâm di chợt nhớ tới chuyện nhị vương gia và hoàng hậu nương nương mưu phản trong mộng. kiếp trước nàng vì thế mà chết nhưng đời này nàng lại đứng ở phía hoàng hậu câu ai sẽ chết hai lần trong cùng một sự kiện của lâm chính thanh chính là ý này Lâm Di im lặng dẫn quất hồng băng qua hành lang, Lâm Chính Thanh cũng đi ra cửa, đến tiền viện. Tiểu tiêu thị tới đón Lâm Di, tiệc bày xong rồi, có làm món cá chua ngọt con thích nữa, ở nhà thì ăn nhiều một chút, bù cho ngày mai Tết Trung Thu phải về tôn thất doanh, vừa mệt vừa không ăn được. Lâm Di nghe xong, cảm giác không vui trong lòng vơi đi rất nhiều. Giống như tưởng thị nói, trở lại nhà mẹ để hết ăn rồi nằm trong khi ở nhà chồng phải cẩn thận phụng dưỡng trường bối đã thế còn thấp thỏm sợ làm gì sai làm dâu tổn thất còn tệ hơn thế số lần được về nhà mẹ ít hơn hẳn so với dâu nhà bình thường cũng chẳng rõ lời này có căn cứ hay không nữa vì biến cố của cát khánh sinh phủ quảng bình hầu không chuẩn bị đèn lồng lầm gì bèn cho người mang vài cái từ phủ khang quận vương lại đây tiểu tiêu thị cho treo lên ngay dưới ánh trăng chiếc đèn lồng hình bông lúa đỏ rực trông cực kỳ nổi bật lão thái thái nhánh cả vui vẻ sai hạ nhân thắp đèn trước nhị lão thái thái đồng thị nhìn lâm di khuê nữ gả cho người ta rồi ngày mai không thể trở về xung vầy với gia đình hôm nay tạm thời coi như ăn tết trung thu ở nhà mẹ đẻ trước đi mọi người cười đùa với nhau tiểu tiêu thị cho mang rượu hoa quế lên tử lượng của các thái thái không tốt mà vẫn vui vẻ uống nhiều hơn hai chén lâm sương đang mang thai không thể uống rượu nên chăm chăm ăn bánh ngọt nhà bếp làm tiểu tiêu thị cười nói thích ăn đồ ngọt là tốt trưởng thành trong ngọt ngào về sau đứa nhỏ này nhất định sẽ có phúc lắm lâm sương nhoẻn môi cười cát thay Thay nói đương nhiên đứa nhỏ này có phúc rồi nếu không sao có nhiều người như vậy giúp đỡ cát ra chúng tôi đã sớm làm gì có cơ hội chờ được đứa nhỏ này tiểu tiêu thị vội vàng đổi đề tài đều tại tôi, đang vui vẻ ai lại nhắc tới chuyện này. Cát thái thái đưa khăn tay châm khóe mắt, tôi đang vui mà, Quảng Bình hầu phu nhân đừng để trong lòng. Thường thế của Cát Khánh sinh ổn định rồi, sắc hồng lại trở về trên mặt Lâm Sương. Lâm gì nghĩ đến vài ngày trước, Lâm Sương còn muốn giao đứa con trong bụng cho mình, chỉ cách mấy ngày mà mọi thứ đều thay đổi. Nếu như không có chu thập cửu giúp đỡ, Cát Khánh sinh mất mạng, cho dù đứa bé bình an chào đời, thì cuộc sống sau này sẽ ra sao? Còn trẻ đã làm quả phủ, người nhà họ cát dẫu có khoan dung tới đâu, hệ nghĩ tới cái chết của con trai là sẽ nghĩ tới nguồn cơn trần gia. Cho nên cát khánh sinh có thể sống sót chính là may mắn cho cả cát gia và trần gia. Lâm Phương mím môi không biết đang nghĩ gì, hôm nay cách ăn mặc của nàng ta vẫn nổi bật như xưa, trên đầu cài rất nhiều đồ trang sức quý giá chẳng qua ánh mắt lại hơi ủ ê. Lần trước mọi người tụ tập, Lâm Phương còn vui vẻ tay trong tay với Lâm Chính Thanh dạo vườn. Lâm Phương thích một Lâm Chính Thanh có tài có học có tiền đồ, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấu được tâm tư hẳn. Lâm Di lại nghĩ tới những lời vừa rồi của Lâm Chính Thanh. Nếu Nhi Vương Gia và Hoàng hậu nương nương mưu phản thật, kết quả thế nào không cần nói cũng biết. Nhưng bây giờ không phải thời loạn, dựa vào thể lực của hoàng hậu và nhị vương gia muốn thuận lợi thay đổi triều đại vốn là chuyện không thể bị trọng tội mưu phản liên lụy thì chỉ một con đường chết lâm chính thanh cưới lâm phương lâm phương và ngũ vương phi qua lại thân thiết cứ như vậy lâm gia có thể dựa vào lâm phương đứng về phía ngũ vương gia nghĩ theo hướng này mọi chuyện đều trở nên rõ ràng nhị vương gia mưu phản tam vương gia ngu dốt lại nhu nhược người có khả năng trèo lên vị trí chữ quân nhất chính là ngũ vương gia ông trời thật sự rất kỳ lạ rõ ràng cho nàng cơ hội sống lại song lại không để nàng nhớ được tất cả chuyện xảy ra ở kiếp trước trong khi đó lâm chính thanh rõ ràng không biết gì về kiếp trước bây giờ lại cố tình để hắn mò mẫm ra đầu mối bên tai vang lên tiếng cười của lão thai thai nhánh cả lâm di si quay đầu nhìn tiểu tiêu thị vừa vui vẻ đặt bát muội vào lòng lão thai thai nhánh cả Cát thái thái đi tới nhìn, còn kín đáo lấy một cái khóa vàng đưa cho cô bé. Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của bắt muội nắm chặt cái khóa, hơ hơ liên tục, khiến tất cả đều bật cười. Lão thái thái nhành cả nói, lớn lên thế nào cũng xinh đẹp như mẫu thân nó. Tiểu tiêu thị đỏ mặt, ngượng ngùng không thôi. Lâm di cầm chén trà nóng lên uống, cho dù biết trước tất cả mọi chuyện, nàng cũng chưa chắc đã có kết quả tốt hơn hôm nay kết giao với ngũ vương gia và ngũ vương phi giống như bảo hồ lột ra vậy. Nhà nhị lão thái thái đồng thị đã sớm nhắm chung ngũ vương gia rồi, giờ phía nàng sáp vào thì có thể được ích lợi gì chứ? Muốn tránh khỏi vũng bùn này thì chỉ có nước phụ thân đừng thừa kế tước vị thôi, cũng không phải nàng không nghĩ cách thoát ra, xong cuối cùng vẫn bị chu thập cửu tính toán. Ông trời đã cho nàng cơ hội rồi, giờ phải xem nàng tranh thủ thế nào. Cho dù những gì xảy ra ở kiếp trước là chuyện không thể tránh khỏi, thì cũng chưa chắc đã dẫn tới cùng một kết quả. Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, Tiểu Tiêu thị thu xếp một xe đồ cho Lâm Di mang về, có rất nhiều bánh trái chuẩn bị cho Trung thu. Bà còn nhỏ giọng dặn dò, đến lúc từ tôn thất doanh trở về, có chưa no bụng thì để nữ đầu bếp hâm nóng lại ăn. Trần Doãn Viễn cũng không quên lấy rượu ngon trong nhà cho con rể cầm về. Lâm Di cười nói: không cần cầm rượu đâu ạ, à, để khi khách tới trong nhà có mà dùng. với lại quận vương gia ít uống rượu ở nhà lắm. chu thập cửu có tiểu lượng tốt, nhưng chỉ uống lúc xã giao thôi. tiểu tiêu thị vẫn cười chỉ huy nha hoàn mang lên xe, rượu khác không nói, nhưng rượu này cha con vất vả lắm mới có được, chẳng nỡ cho ai hết. vừa rồi con dặn dò mẹ nhất định phải lấy cho con cầm về nữa đấy. Lâm gì đành phải nhận. Chu thập cửu đi tuần tra phải rất muộn mới trở về, hầm rượu để uống cho ẩm người cũng được. Lâm Di trở lại phủ khang quận vương, đến giờ tuất, giờ giờ tối, Chu thập cửu mới về. Lâm Di vào phòng xếp giúp Chu thập cửu thay đồ, quận vương gia đã ăn cơm chưa? Chu thập cửu mím cười, vốn có tiệc rượu, nhưng ngẫm nghĩ thì thấy về sớm thì hơn. Lâm Di vội vàng sai quất hồng bảo nữ đầu bếp lấy thức nhắm và điểm tâm mang về từ phủ Quảng Bình hầu ra hâm nóng tại làm thêm một bát mì dương xuân nữa. Chu thập cửu hỏi, bên phủ Quảng Bình hầu náo nhiệt không? Kể từ lần trước nhị lão thái thái đồng thị dẫn cả nhà già trẻ lớn bé đến thăm phủ Quảng Bình hầu, hai chữ náo nhiệt tiền có hai nghĩa. Nên nghe Chu Thập Cửu hỏi vậy, Lâm Di cảm thấy rất buồn cười, náo nhiệt lắm, tổ mẫu rất vui vẻ, còn ôm bát muội muội một lúc. Lát sau đồ ăn được bưng lên bàn, Lâm Di tự tay so đũa đưa cho Chu Thập Cửu. Quất Hồng cũng mang một bầu rượu đã được hâm nóng tới. Ban đêm lạnh, uống chén rượu cho ấm người. Cha được bằng hữu tặng rượu ngon, bắt ta mang về cho quận vương ra đấy. Còn nhớ hâm rượu cho chàng, có thể thấy tâm trạng nàng đang rất tốt. Chu thập cửu khẽ cười, uống một mình vô vị lắm, Nguyễn Nguyên uống với ta đi. Rõ ràng hâm rượu cho người ta, giờ mình cũng bị lôi kéo uống cùng. Rượu này có ngon hay không, Lâm Di không biết, chỉ cảm thấy hơi mạnh, cho nên liền bưng chén nước mơ uống một hơi để xoa dịu cảm giác cay xe. Rượu nóng vào bụng, cả người liền ấm hẳn lên. Chỉ uống một chén mà nàng đã thấy choáng choáng, trong khi đó chu thập cửu lại như thường thức trà, mặt không đổi sắc. Một lát sau, Lâm Di nằm vật trên giường, mặt đỏ ưng. Chu thập cửu nằm xuống, kéo nàng ôm vào lòng. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, hòa với hương hoa thoang thoảng sau rèm. Tay Chu Thập Cửu chậm rãi luồn vào vạt áo Lâm Di, các món tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn thắp lửa. Vừa ngứa vừa nóng, Lâm Di cười né tránh, Chu Thập Cửu lại nhóm người dậy, cúi đầu hôn lên môi nàng. Không biết có phải bị ảnh hưởng của rượu hay không, Lâm Di cảm thấy mắt hoa lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp vừa nhanh vừa nặng. Chu Thập Cửu chậm rãi hôn dọc theo cô nàng. Lâm Di không kiên nhẫn hơi ngừng đầu lên. Chàng áp người xuống, chậm rãi vốt ve qua làn vải lùa. Lâm Di vô thức vươn tay ra bám lấy vai Chu Thập Cửu, vai đối phương vừa rộng vừa rắn chắc, da màu đồng bóng loáng, thật sự rất khác với sự mềm mại tinh tế của nàng. Chu Thập Cửu ôm Lâm Di, tay đỡ eo nàng, chậm rãi hạ eo xuống. Hương vị sau rèm càng lúc càng nồng, mãnh liệt hơn hẳn mùi rượu ban nãy mùi hương sộc thẳng lên não lâm di, khiến nàng nóng ran, cũng thấy tê dại khó tả. Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng bất giác thích ứng dần với động tác của chu thập cửu, đưa hai chân lên vòng qua eo chàng. Hồi lâu sau chu thập cửu trầm giọng gọi khẽ, Nguyễn Nguyên này. Chàng cúi xuống nói nhỏ bên tai nàng, em có biết vì sao hàng Nga tại xuống nhân gian không? Lâm Di mở mắt ra, nhìn thấy khóe môi Chu Thập Cửu mang ý cười rất nhạt. Nhưng ấm áp vô cùng. Không biết từ khi nào mà trong tay Chu Thập Cửu bỗng có thêm một cây châm ngọc. Chàng từ tốn cải châm vào tóc lâm di, chi nguyện làm uyên ương không mơ làm tiền. Lâm di đỏ bừng mặt. Chu Thập Cửu cười nói, để xem thử chúng ta có mời được hàng ma tới không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 253, Say Mê. Lúc còn nhỏ ai cũng mê mấy ngày lễ lạc. Không chỉ vì sẽ được ăn ngon với mặc quần áo mới, mà quan trọng nhất chính là có đồ chơi và các cấu chuyện truyền thuyết. Cho nên trẻ con mới bám theo người lớn hỏi. Hằng Nga có thật không? Khi nào Hằng Nga mới hạ phàm? Hằng Nga không hạ phàm thì mọi người thắp đèn lồng kiều gì? Sao lại phải cúng ngọc thổ giá? Vì sao cứ hỏi người khác là lại nhận được đáp án khác nhau? Lúc các trường bối nói cười với nhau, trong mắt luôn mang về thần bí lúc đó bọn nhỏ thường cho rằng những chuyện thần kỳ như vậy không thể để trẻ con biết được nói không chừng hàng nga không thích trẻ con thể nên người lớn mới phải giấu diếm khi lớn lên rồi mới phát hiện ra sự thật ẩn sau so vẻ thần bí kia thực tế là không có hàng nga vì vậy thế giới của người lớn dần trở nên nhàm chán vô vị chỉ có trẻ con mới thích các ngày lễ thôi lâm di chìm trong suy nghĩ lúc hoàn hồn thì dưới ánh trăng cơ thể đàn ông rắn chắc đẹp đẽ nhẹ nhàng cử động, phát hiện Chu Thập Cửu vừa cầm gối lót nhịp độ lên xuống trùng điệp như dãy núi kéo dài, mái tóc đen dưới người nàng. Mái tóc đen nhánh của đối phương rủ xuống, hòa quyện với tóc nàng. Lâm Di mở to mắt, trước mặt nàng là một đôi mắt mông lung, tựa như cành đào vừa chớm nở, khẽ run run vì có gió thổi qua. Rõ ràng Chu Thập Cửu rất oai phong, nhưng một vẻ đẹp khó thể tô vẽ lại ngũ quan tinh tế, vừa tuấn tú vừa rực đôi lúc cũng sẽ khiến người ta cảm thấy cực rỡ một cách lộ liễu, tựa như dài lụa đỏ trên nền vải nhung đen, hút kỳ xinh đẹp. Mắt đến cực hạn, trong mê loạn, nàng nhớ tới vừa rồi người này còn làm thơ. Thế rồi đối phương bỗng ngẩng đầu lên, lại cúi xuống kề sát bên tai nàng, thì thầm, trông uyên ương mà ao ước, ngoảnh mặt lại quân đâu rồi. Màn trường in bóng đôi loan, rèm cửa buông thêu song nhận. Song nhan cùng bay qua gác, lá xanh quẫn uất kim hương. Uất kim hương là hoa tulip, lá tulip không mọc theo cành mà nối liền với gốc hoa. Chu thập cửu cười nói, Nguyễn Nguyên nói xem, lá xanh và uất kim hương có phải giống như chúng ta bây giờ không? Có thể thấy thơ trong tuyển tập Lư Thăng của Lư Độ Úy, không những gieo vần êm mà ý cũng đẹp vô cùng, người không hiểu thì dùng để ngâm, hiểu rồi thì dùng để tỏ tình tình này cảnh này, người ngoài khó mà hiểu được. Câu song nhan cùng bay qua gác, lá xanh quấn quýt uất kim, được trích trong tuyển tập trường An Cố Ý, của nhà thơ Lư Chiếu Lân Lư Thăng hay còn gọi là Lư Đô Ý. Lúc mới gặp Chu Thập Cửu, nàng chỉ thấy vị này thanh lịch, phóng khoáng, ai ngờ anh chàng lại có thể phóng túng, đẹp đẽ nhường này, mấy lời xấu hổ như vậy mà cũng nói ra miệng được, người khác làm gì dám. Lâm gì bị đẩy đưa đến mềm nhũn người cho dù có thể mặc kệ thể diện cũng không còn sức lực đối thơ với chu thập cửu nàng đã buông giáp đầu hàng song chàng vẫn không định thu quân mà lại củi xuống ôm nàng xoay lại để nàng cười lên người mình rồi ngước lên tìm kiếm đôi môi mềm mại của nàng đêm động phòng hoa chúc rõ ràng chu thập cửu chưa gì đã nhưng sau lần đó thì thời gian càng lúc càng dài như mãi vẫn không ngừng vậy lầm gì khó khăn vòng tay qua cổ chu thập cửu khàn giọng nói Chu Nguyên Triệt, nhanh một chút có được hay không? Giọng nàng trầm khàn hơn hẳn bình thường, vừa ẩm vừa lười nhác một cách khó tả. Nghe mấy tiếng, vật trong cơ thể nàng lại ngóc đầu cao hơn. Lâm Di co rúm người, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Chu Thập Cửu, Nguyễn Nguyên mà gọi tên ta thêm lần nữa là ta sẽ không nhịn được nữa. Lâm Di bị giày vò không chịu nổi, đành thử gọi, Chu Nguyên Triệt. Mắt Chu Thập Cửu lóe sáng, nụ cười mỉm trên môi thoáng cứng lại sau đó là cảm xúc như vũ bão kéo tới mạnh mẽ lấp đầy thân thể lâm di ngày hôm sau là trung thu lâm di tỉnh dậy sớm để sắp xếp công việc trong phủ nhưng vừa mở mắt ra thì trời đã sáng rồi quất hồng đứng trước cửa hiển nhiên là vừa mới gõ cửa nếu không nhờ quất hồng gọi dậy nàng cũng không biết mình sẽ ngủ đến khi nào trong khi chỉ lát nữa sẽ có khách tới Sao không gọi ta dậy sớm hơn?" Lâm Di nhỏ nhẹ hỏi. Quận vương gia không để bọn nô tỳ gọi quận vương phi dậy. Bạch Thược dẫn các nha hoàn bưng nước vào, quản sự trong phủ đã thay đèn lồng hết rồi, nhà bếp cũng đã làm xong điểm tâm, hôm qua quận vương phi đã dặn dò kỹ rồi, nô tỳ nghĩ chắc cũng không có gì quan trọng nên đã để các mama theo đó mà làm. Cũng may trong phủ còn có Bạch Thược và cùng mama chỉ huy. Lâm Di nhìn bà tử đang thu xếp chăn đệm, bất chợt má ửng đỏ, nhớ đến hành động hoang đường của Chu Thập Cửu tối qua, tội nghiệp nhất là Lư Đồ Úy, giờ đây chỉ cần nghĩ đến tuyển tập Lư Thăng là nàng cứ cảm thấy kỳ kỳ. Bà tử tìm thấy dưới gối có một chiếc châm ngọc bèn đưa cho Quất Hồng, trước giờ chưa thấy qua món trang sức này, xem ra là quận vương gia mới tặng cho quận vương phi. Quất Hồng vội vàng dâng trầm ngọc đến trước mặt Lâm Di tối qua nàng chỉ nhớ chu thập cửu cài lên đầu mình một chiếc châm mà chưa lấy xuống xem kỹ. Chất trầm ngọc trong veo như băng, đóa mai khắc ở đầu trầm trông như bị đóng băng lúc đang nở để giữ lại lúc đẹp nhất. Trên thân trầm mỏng manh khắc hoa văn tinh xảo, cầm lên chỗ sáng mới thấy rõ những hoa văn đó vốn dĩ là chữ viết được khắc lên, là bài thơ trong trường An cổ ý mà hôm qua Chu Thập Cửu đọc, kiểu chữ y hệt nét bút bình thường của Chu Thập Cửu món quà này đúng là được chuẩn bị bằng cả tấm lòng, bởi vì phải mất cả tháng trời mới khắc được như vậy. Bây giờ Chu Thập Cửu giữ mãi không lấy ra, hẳn là vì cảm thấy trước đó nàng bận lo nghĩ về chuyện của nhà họ Cát. Lâm Di cầm chặt chiếc châm trong tay. Vợ cùng nhị trải cho Lâm Di búi tóc trái tim, Lâm Di chọn một đóa hoa đào cài tóc và châm giữ tóc, sau đó đưa chiếc châm ngọc trên tay cho vợ cùng nhị, vợ cùng nhị cẩn thận cài chiếc châm lên đầu Lâm Di. Lâm Di nhìn vợ cùng nhị phu nhân trong gương, bên thôn trang sắp trồng thảo dược, trong phủ không có người nào khác phù hợp, cô về hỏi xem cùng nhị có bằng lòng qua đó không. Vợ cùng nhị được yêu ái mà sợ, lập tức khom người nói, bằng lòng, bằng lòng, cùng nhị đã nói chỉ cần quân vương phi chịu dùng chàng, có bảo chàng làm chân chặn ngựa chàng cũng bằng lòng. Cùng nhị đem đến cho phủ phiền phức lớn như vậy, nàng không đuổi cả gia đình ra khỏi phủ đã là nề mặt mẹ chồng lắm rồi họ chưa từng mong mỏi còn được vào phủ làm việc lâm di nhìn vợ cùng nhị ở thôn trang không bằng ở trong phủ không được thường xuyên về nhà cùng nhị chưa từng đến đó cần một thời gian thích ứng hơn nữa công việc ở thôn trang đều là việc nặng nhọc cô hãy về bàn bạc với cùng nhị trước đã thật sự không cần bàn bạc đâu vợ cũng nhị thiếu điều quỳ xuống tay Quận Vương Phi đối xử với cả nhà nô tỳ như thế, cả nhà nô tỳ còn không biết báo ân thì chẳng bằng cầm thú. Thậm chí cùng nhị còn muốn dùng cây chết để chuộc tội nữa thì sao không chịu khổ được chứ? Chưa kể bọn nô tỳ đều là người lao động, những công việc như vậy chẳng là gì cả. Cả nhà cũng ma ma trước giờ luôn làm việc trong phủ, tuy là hạ nhân nhưng không phải làm mấy công việc lao động tay chân, bá tánh bình thường chẳng bị được vợ cùng nhị nói như thế cũng là đã quyết tâm lấy công chuộc tội. Dẫu gì cũng vì cùng nhị lén lút mua bán thảo dược nên mới bị người ta lợi dụng. Lâm Di nói, vậy đầu xuân ta sẽ để cùng nhị truyền tới đó. Vợ cùng nhị cảm tạ không ngớt. Lâm Di nhiệm mặt nói, nhưng phải nhớ chuyện này, đã đi thì phải làm việc đàng hoàng, để sau này lập công còn trở về. Vợ cùng nhị liên tục thưa, nô tỳ hiểu rồi, về nhà nhất định sẽ đốc thúc cùng nhị vợ cùng nhị lui ra, Lâm Di uống một ngụm trà nhạt, cuối cùng cũng xử lý xong những vấn đề gần đây. Tuy vụ án của Cát gia không thể có kết quả ngay được, nhưng may mắn là Cát Khánh Sinh đã bình an, sau này cũng sẽ không có ai dám hạ thủ với nhà họ nữa. Toàn bộ sự việc có liên quan đến đại cục, không thể gấp gáp được. Lâm Di uống trà, vừa lúc ngoài cửa báo có người đến đưa lễ vật Trung thu, Lâm Di đi nhận lễ và thiệp mời. Yến tiệc Trung thu sẽ tổ chức ở phủ Tín thân vương, sau đó nữa là những buổi tụ họp lớn nhỏ của người thân và bạn bè. Đến trưa, danh sách quà tặng đã chất thành một sấp, nhiều gấp đôi so với số mà Lâm Di gửi ra sáng nay. Lâm Di bảo quản sự sắp xếp lại danh sách lễ vật, xem còn thiếu sót ai thì bổ sung thêm, nhưng đa phần đều là lớp trẻ hiểu kính trưởng bối, Chu thập cửu còn có người cháu trên 80 tuổi mà. Thu xếp xong danh sách quà tặng, Lâm Di đến viện của Chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân chưa khỏi bệnh cũ, vẫn cảm thấy mệt mỏi, ta không tới phủ tín thân vương đầu, cháu hãy thay ta hỏi thăm các trưởng bối. Lâm Di vâng dạ. Chu lão phu nhân lại hỏi, trong phủ đều sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Lâm Di đáp, đã xong hết ạ, à? chỉ sợ thấm nương ở là một mình thấy quạnh quẽ thôi. Mấy hôm nay Chu Nguyễn Cảnh và Trân Thị gây gổ, lỗ tai Chu lão phu nhân không được yên, huống hồ còn có nhà họ chân phía sau thêm phiền. Chu lão phu nhân cười nói, người già rồi, tuy rất thích tụ họp, nhưng sức khỏe không cho phép. Bà ta thoáng dừng lại, cũng chỉ một buổi tối thôi, nghe tiếng pháo, xem pháo hoa, một lúc là các cháu lại về mà. Thân ma ma đứng bên cạnh cũng nói thêm vào, quận vương phi yên tâm, còn có chúng nô tỳ ở đây với lão phu nhân. Lâm Di bảo nha hoàn lấy thêm trái cây bẩy lên, để phòng chu lão phu nhân có thêm không khí của lễ tết sau đó mới lui ra lâm di vừa đi thân ma ma bèn dìu chu lão phu nhân vào buồng sưởi chu lão phu nhân ngồi xuống uống hợp trà chỗ nguyễn cảnh nói sao rồi thân ma ma thua đại lão gia vẫn chưa nói gì chỉ bảo chuyện giấy vay nợ đã ảnh hưởng đến đường công danh của mình bị giấy vay nợ ảnh hưởng đến đường công danh nói dễ nghe thật nói thẳng là thấy chân thị đã cả mình mất mặt thì hơn nô tì cũng khuyên bảo rồi hiện giờ chân ra theo sát lắm bảo đại lão gia đừng nhắc đến chuyện hòa ly nữa đại thái thái cũng đã được bài học cả ngày chỉ nhốt mình trong nhà như thể cũng đủ rồi dẫu gì cũng là nghĩa vợ chồng đại lão gia chưa suy xét rõ ràng thôi chứ nếu thật sự hòa ly sau này mặt mũi đại lão gia cũng khó coi thân ma ma vừa nói vừa quan sát nét mặt của chu lão phu nhân chẳng ai ngờ sẽ ra nông nỗi này tuyệt nhiên không phải vì một tờ giấy nợ còn con mà ra đâu chu lão phu nhân không ngước mắt lên nguyễn cảnh nói sao thân ma ma nhẹ giọng nói đại lão gia nói giờ chân ra trở mặt với bên tôn thất rồi sau này ngày ấy làm gì còn chỗ đứng ở tôn thất doanh nữa chưa nói tới công danh thuận lợi giữ được công việc hiện giờ hay không cũng khó biết nhạc gia không giúp đỡ được gì còn gây thêm chuyện trong khi đầu dễ gì mà ngày ấy có được ngày hôm nay. chương 254 Hương 254, Cứu Tinh Chu lão phu nhân vỗ mạnh lên bàn. Ở đó mà oán trách ta, sao không nghĩ tới bởi vì thanh danh của nó, ta đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể kết thông ra với chân ra hà. Giờ lại lấy công danh ra làm cớ. Ta thấy nó không phải vì công danh, mà đang mắm nghĩa một mối khác thì đúng hơn. Thân mama chớp mắt, Người muốn nói, đại lão gia, chẳng lẽ lời đồn là thật, là tiểu thư họ hàng xa của kính quận Vương Phi. Có một số chuyện không thể chỉ nhìn mặt ngoài. chu lão phu nhân dặn, nhìn kỹ Trần Thị bên kia, xem thử có phải là à giờ trò hay không. Mấy vụ gần đây đều do hai đứa kia tính toán mà ra cả. Thân ma ma gật đầu, sau khi xảy ra chuyện của cùng nhị, nhị tiến viện đã đánh tiếng là sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Bây giờ đại thái thái phạm sai lầm, tất nhiên bọn họ sẽ cắn chặt không tha. Trần thị không phải là đèn cạn dầu, bằng không đã chẳng thể gả vào phủ Khang quận vương. Thân mama nói xong bèn lui ra đi sắp xếp mọi chuyện. Ở phía nhà tổ, bầu không khí lạnh lẽo buồn tẻ bao trùm trong phòng đại thái thái Trần thị, đoàn mama bước vào đưa danh mục quà tặng tới phủ, đây là nhị thái thái đưa nô tỳ mang vào cho thái thái xem mà. Quà tặng đều đã được chép vào sổ sách hết rồi. Trần Thị không liếc nhìn lấy một lần, đưa thị xem những thứ này có ích gì. Bây giờ trong phủ do Quách Thị quản lý, thị muốn động cũng chẳng được. Chưa kể thị làm gì có tâm trạng nghĩ tới những thứ này. Nói không chừng ngay ngày mai thị sẽ bị đuổi khỏi cái nhà này ấy chứ. Đoàn Mama bưng chén trà nóng cho Trần Thị. Lão phu nhân bị bệnh nên không tới tôn thất danh tham gia tụ họp nhị thái thái bảo nô tỳ hỏi thái thái xem có muốn sang phủ khang quận vương không. Trần Thị cười mỉa, ta là một kẻ sắp bị bỏ rồi, làm gì có mặt mũi ra ngoài nữa. Đoàn ma ma tiếc nhìn nha hoàn trong phòng, tiểu nha hoàn vội vàng tui xuống. Thái thái, đoàn ma ma bước lên thuyết phục, thái thái đừng trách nô tỳ lắm miệng, đã sống trên đời thì phải có lúc gặp khó khăn, tình thái, thái thái thích không chịu thua, nhưng bây giờ chúng ta đang bị người ta nắm đằng đuôi mà nên cúi đầu nhận lỗi. Nô Tỳ thấy phía quận vương phi cũng đâu nằng nặc, phải dồn thái thái vào đường cùng. Nghe hai chữ nhận lỗi, Trần Thị thấy lòng lạnh buốt, tại sao ta phải nhận lỗi? Trần Thị hại ta mất hết thể diện như vậy, khiến toàn bộ chân gia bị liên lụy cùng, cho dù ta đi nhận lỗi, à cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Với một kẻ ác độc như ả, à, ta có đi cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi. Thái thái đoàn ma ma cẩn thận đổi cò sưởi tay cho chân thị thái thái phải nghĩ cho đại gia nữa nếu thái thái thật sự rời khỏi nhà này về sau đại gia sẽ ra sao thái thái tạm thời nhẫn nhịn một chút sự đời đổi thay thế nào không ai nói trước được thế nào cũng sẽ có ngày chờ mình thật sự sẽ có ngày đó sao thì phải người đi cầu lão thái thái giúp đỡ lại khép nép nhận lỗi với chu nguyễn cảnh song đều không có tác dụng ta biết chu nguyễn cảnh vừa ý người khác nên muốn ta nhường vị trí chính thất. Những năm qua ta móc tim móc vối vì cái nhà này, vậy mà không hề đổi được sự thành tâm của hắn. Trần Thị rơi nước mắt. Bây giờ ta chỉ lo lắng cho toàn ca. Ta đi rồi, toàn ca sẽ sẽ. Đoàn Mama nhìn dáng vẻ khổ sở của Trần Thị thì cũng khóc theo. Thái Thái đừng nói vậy, chắc chắn sẽ có cách mà. Trần Thị thấy mắt mỏi như người ủy hoài không còn sức lực bèn để đoàn ma ma đỡ tới giường nằm là ta đòi gà vào đây phụ thân với mẫu thân cảm thấy gà cho tổn thất rất nở may nở mặt ta cũng thấy chu nguyễn cảnh trong đường hoàng lại biết nói ngọt lúc trước tố mẫu đã nói người sống trên đời gieo hạt là có thể gặt quả chính ta đã chọn hạt giống này quả nở ra ngọt bùi hay cay đắng ta đều phải cam chịu những ngày qua thị đã nghĩ thông rồi trần thị vừa mới nhắm mắt lại thì quế viên vào báo nhị thái thái tới à? Trần Thị nhíu mày, để đoàn ma ma đỡ mình dậy ngồi tựa vào gối. Quách Thị đỡ bụng chậm rãi bước vào phòng, tới ngồi bên giường Trần Thị. Đoàn ma ma vội vàng đi bưng trà nóng lại, Quách Thị uống một hớp rồi đặt chén xuống bàn. Trần Thị mệt mỏi, không muốn nói chuyện, Quách Thị vẫn ân cần nắm tay Thị, đại tẩu, tẩu không khỏe thì nên mời lang trung tới bắt mạch. Trần Thị khẽ lắc đầu, không có việc gì nghỉ ngơi một chốc sẽ ổn thôi. Quách thị kéo tay chân thị, đại tàu, có mấy câu muốn nói với tàu, không biết tàu có nguyện ý lắng nghe không? Cả vẻ mặt lẫn giọng điệu của quách thị đều rất thành khẩn, đoàn ma ma liếc nhìn khuôn mặt tiều tụy của chân thị. Chân thị hơi gật đầu, ra hiệu cho đoàn ma ma và mẩy nha hoàn lui xuống. Bấy giờ quách thị mới nói, đại tẩu, tẩu như vậy không được đâu. Vừa nói nàng ta vừa chỉnh lại búi tóc của chân thị, tẩu nên nghĩ cách vượt qua ải khó này chứ mặt chân thị xám xịt sao ta lại không nghĩ chứ chỉ là giờ đã hết đường rồi chưa chắc đâu quách thị lắc đầu chỉ cần tìm cách kéo dài thêm một chút ta có cách này không biết đại tẩu có nguyện ý thử hay không trần thị ngước nhìn quách thị cách gì quách thị nói tẩu thử lập một phật đường trong phòng sao chép kinh mặc kệ trước đó có lỗi lầm gì chỉ cần tỏ ra thành tâm hối lỗi muốn thay đổi tu thân dưỡng tính thì cho dù là với người trong nhà hay với người bên ngoài, tẩu đều có cái để ăn nói. Đại tẩu cũng có thể huyền chuyển lựa lời nói với đại bá, xin đại bá nể tình vợ chồng bấy nhiêu năm qua, coi như là vì toàn ca, cho tấu thêm một cơ hội nữa. Ngoài ra còn bên phía phủ khang quận vương nữa, nếu đại tẩu không muốn ra mặt, ta có thể sang đó, thay tẩu nhận lỗi với lâm di. Trần Thị nghe mà gần như không kiên nhẫn nổi, từ khi gà vào đây, thị chưa bao giờ phải nhún nhường như vậy, nhận lỗi đồng nghĩa với mật địa vị trong nhà, về sau đừng mơ được quản gia nữa. Sau khi mọi chuyện dịu lại, trong nhà vẫn phải nhờ có đại tẩu lo liệu. Quách thị nhỏ nhẹ nói tiếp, ta sắp sinh rồi, làm gì có sức lực vừa chăm con vừa quản gia. Nghe vậy, thị kinh ngạc nhìn quách thị, không ngờ quách thị lại cam tâm tình nguyện giao lại quyền quản gia. Cùng lúc này, đoàn ma ma dẫn toàn ca vào phòng nhìn thấy mẫu thân toàn ca liền nhào vào lòng chân thị nhìn đôi mắt to tròn và khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của toàn ca tim chân thị cập tức mềm nhũn quách thị nhìn hai mẹ con ôm nhau và tải núi xanh còn thì lo gì không có củi đốt đại tàu phải hiểu là toàn ca cần một người mẹ chân thị rơi nước mắt toàn ca giơ tay cau mặt thị mẫu thân không khóc nha thấy cau mãi vẫn không hết nước mắt toàn ca cũng hòa khóc theo Trần Thị luống cuống dỗ cậu bé, ngoan, đừng khóc, mẫu thần không sao, cát nữa mẫu thân làm điểm tâm cho toàn ca ăn nhé. Đoàn Mama thấy được tia hy vọng, cảm kích nhìn Quách Thị. Quách Thị khẽ gật đầu, bây giờ hy vọng duy nhất của Trần Thị là toàn ca, vì toàn ca, Trần thì nhất định sẽ vượt qua mọi thứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 255, ấm áp. Dịp Tết Trung Thu mọi người tặng nhau các loại bánh trái. Số lượng tặng tới phủ tín thân vương là nhiều hơn hết nhanh chóng bày kín bàn tròn trong viện. Các trưởng bối tổn thất nhìn mà vui vẻ, bởi vì điều này chứng tỏ tôn thất thịnh vương. Tưởng thị cười nói, qua lễ, bánh trái trong nhà ăn đến cuối năm cũng chưa hết, chi bằng đại đến dịp cứu trợ thì đem ra. Nói cũng phải, nhưng các vị trưởng bối đều cảm thấy quả lễ của Trung Thu thì không nên đem khỏi nhà bằng không sẽ hết may mắn, giữ ra thường sẽ chia cho người hầu, mấy ngày đầu mọi người còn vui mừng, nhưng sau đó. Lâm gì có thể mường tượng được kết quả, ở Phúc Ninh cũng thể, mọi người tặng quà tặng lại, trong nhà chuẩn bị bao nhiêu lễ vật thì cũng sẽ thu về bấy nhiêu, cha ta hay hỏi với mẹ ta là không thể tặng ít lại sao? Tránh tình trạng hết lễ trong nhà còn tồn chữ quá nhiều. Lâm Di và Tường Thị cười nói đi vào phủ, tâm trạng của Tường Thị dường như rất tốt, Tranh thủ lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, Tưởng thị cũng ngồi xuống với Lâm Di. Tết Trung thu mọi người đều được nghỉ, cả lên chiều buổi sáng cũng được miễn, nhưng Chu thập cửu bận tuần tra của cung và trong kinh, phải trễ lắm mới đến được. Tưởng thị và Lâm Di uống trà, nghe nói Chu lão phu nhân cũng bị bệnh. Lâm Di gật đầu. Tưởng thị cười nói, vậy thì thật không may, Chu lão phu nhân viện có bệnh chỉ vì không muốn gánh vác trách nhiệm thôi đại thái thái náo loạn đến nước này làm sao thiếu sự xúi dục của chu lão phu nhân cơ chứ chu nguyễn cảnh cũng tỏ ra vô tội đẩy hết sai lầm lên đầu chân thị tết trung thu vẫn đường đường chính chính đến tôn thất danh uống rượu các nữ quyền uống vài chén rượu tụ tập xem kịch rồi chuẩn bị đường ai nấy về nhưng bọn trẻ con vẫn túm tụng chơi đùa ầm ĩ không đứa nào muốn về hết nên tín thân vương phi mở lời xin cho bọn trẻ chơi thêm chút nữa khi xe ngựa ngoài cửa chuẩn bị xong, cùng mama đến báo, quận vương gia đến rồi. Tưởng thị đưa Lâm Di đến cổng Thủy Hoa. Lâm Di ngồi vào xe ngựa, bên ngoài có tiếng vó ngựa kêu, sau đó là tiếng của Chu thập cửu, đi thôi. Xe ngựa bắt đầu chạy, tiếng bánh xe lộc cộc và tiếng vó ngựa lẫn vào nhau. Lâm Di ôm lò sưởi tay, đột nhiên cảm thấy vô cùng yên bình. Bên ngoài chốc chốc lại có tiếng pháo nổ bọn họ vẫn chưa đốt pháo do phù nội vụ đem đến, bởi vì phải đợi khi về đến nhà, ăn xong bánh trung thu đã. Yến tiệc bên ngoài là xã giao, yến tiệc trong nhà mới là đoàn tụ. Xe ngựa dừng lại, quất hồng vén rèm lên, lâm di bước xuống, nhìn thấy chu thập cửu ngay. Chu thập cửu mặc áo bào màu xanh ra trời, bên ngoài khoác áo choàng lông trồn, đầu đội mũ quan, dưới ánh trăng trông chàng như được mạ một lớp bạc tôn quý thắt lưng đeo dây nịt ngọc vàng đầu tuồng luồng, trông cao to uy vũ, đôi mắt dài, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt trong sáng nhưng lại khiến người khác không thể nhìn thấu. Nàng chưa bao giờ nghĩ là sẽ lấy người như Chu Thập Cửu. Tuy cha nàng là con cháu nhà quyền quý nhưng từ nhỏ đã phải tuân thủ nguyên tắc, lúc còn ở Phúc Ninh trong nhà cũng tổ chức không ít yến tiệc. Trong các buổi tiệc đó, thỉnh thoảng mọi người sẽ luận bàn về đám con cháu nhà quyền quý trong kinh, lúc ấy nàng cảm thấy những người đó rất xa vời chu thập cửu chính là người như thế luôn khiến người khác phải bàn luận phải tò mò nhưng không cách nào tiếp cận được cho dù không trải qua kiếp trước nàng cũng sẽ học cách tính toán để tự vệ cũng sẽ không gả cho chu thập cửu nhưng trong chớp mắt cuộc sống của nàng lại hoàn toàn đảo lộn chu thập cửu bể lâm di xuống xe hai người cùng đi đến của thủy hoa Lâm Di dặn dò Mama quản sự đốt pháo đi. Mama quả sự tươi cười, vội vàng đi thu xếp. Trong phủ đã treo hết đèn lồng lên, những chiếc đèn hình dáng khác nhau được thắp sáng trong đêm trông rất đẹp. Lâm Di vừa đi vừa ngẩng đầu ngắm, các gốc trúc đào hai bên đều được thắt dây màu. Đây là ý tưởng của Quất Hồng, các dây màu được cột ở hành lang và trong nhà đều được tẩm phấn thơm, gió thổi qua sẽ thoang thoảng mùi hương nhà hòa hầu hạ trong nhà chính đều đứng bên ngoài. Bạch Thược dẫn Quất Hồng và Linh Lung, cùng Mama dẫn Hồ Đào và Truy Nhi đứng thành hai hàng hành lễ với Chu Thập Cửu và Lâm Di. Lâm Di mỉm cười, thưởng tiền, phát bánh cho mọi người. Cùng Mama để người hầu không phải trực về nghỉ, Quất Hồng dẫn Tiểu Nha hoàn bày thức ăn lên bàn. Lâm Di giúp Chu Thập Cửu thay đổi xong đi ra, cùng Mama bước đến cười nói, bên phủ Quảng Bình Hầu cho người đến báo, đại gia nhà họ cát có thể để người dìu đi được vài bước rồi. Chắc hẳn Lâm Sương rất vui mừng, Tết Trung Thu của cát gia cũng xem như là xung vầy rồi. Lúc ăn cơm Lâm Di nói chuyện cát khánh sinh cho Chu Thập Cửu nghe, Lâm Sương nói khi nào bé con chào đời sẽ để bé nhận ta làm mẹ nuôi. Nếu cát khánh sinh không tỉnh lại được nữa, với tính khí ngang bướng của Lâm Sương, không chừng sẽ giao con cho nàng thật đến lúc đó nàng và cát gia đều rất khó xử chu thập cửu mỉm cười nói đứa bé này nhất định sẽ rất thích em lâm di lắc đầu cũng không hẳn trẻ con khó nói lắm vừa nói nàng vừa cười nhưng ai đối xử tốt với chúng chúng tự nhiên sẽ thích người đó bếp nấu các món ăn đều rất hợp khẩu vị lâm di ngồi cùng với chu thập cửu ăn hết một bát cơm nhỏ hai người lại cùng khoác áo ra ngoài ngắm đèn Bạch Thược và Quất Hồng đều theo sau. Chu Thập Cửu cầm lấy chiếc đèn hình thỏ từ tay của Quất Hồng, chỉ đi dạo trong sân thôi, không cần các ngươi hầu hạ đâu. Bạch Thược và Quất Hồng nhìn nhau rồi cúi đầu nghe lệnh. Lâm Di và Chu Thập Cửu bước ra khỏi của Nguyệt Lượng, đến khu vườn nhỏ bên cạnh. Trong vườn treo nhiều đèn lồng màu sắc rực rỡ, đi đến giữa vườn còn có lư hương đang đốt, khói sương hòa nhau, rất thi vị. Chu thập cửu dắt tay Lâm Di, cởi áo lông choàng ra xuống, từ từ đi xuyên qua hàng đèn lồng. Lâm Di ngẩng lên nhìn Chu thập cửu, Chu thập cửu cười khẽ, vô cùng dịu dàng. Không để ý đã đi một cúc câu, Lâm Di di di, di chân. Lạnh sao? Chu thập cửu cúi đầu, Lâm Di cười nói, dù sao cũng sắp về rồi. Vừa dứt lời nàng chợt cảm nhận có lực ở eo, rồi được Chu thập cửu bế bổng lên. Lâm Di đỏ mặt, cuống quýt nhìn xung quanh, bị người khác thấy được thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu Nguyên Nguyễn Ngượng thì lát nữa cứ bảo là chật chân. Đang ngày lễ mà nói là chật chân, cả viện sẽ náo loạn hết cho mà xem, mọi người đều đang vui trung thu đó. Chu thập cửu cười nói, vậy đến của Nguyệt Lượng ta sẽ thả xuống. Trong vườn vẫn có nha hoàn hầu hả, Chu thập cửu bên đây vừa bế lâm di lên, bên kia bạch thược đã hay tin bên dẫn người chạy đến, đợi Lâm Di vào trong nhà là thuốc men đã chuẩn bị xong hết rồi. Lâm Di tranh thủ ném cho Chu Thập Cửu một ánh mắt trách cứ, Chu Thập Cửu vẫn như không có chuyện gì xảy ra, ngồi nhìn nha hoàn rửa chân cho Lâm Di. Bà Tử đem rượu thuốc đến, Lâm Di nói, không có gì nghiêm trọng, chẳng cần phải thoa rượu thuốc đâu. Thoa lên rồi nàng chẳng có chỗ nào đau cả thì biết nói sao. Bà Tử nhất thời không biết phải làm sao, nhìn Lâm Di xong lại nhìn Chu Thập Cửu, Chu thập cửu chậm rãi bưng trà lên uống, cứ thoa cho chắc ăn. Lâm Di đỏ mặt nhìn Chu thập cửu, không biết con người này đang nghĩ gì nữa, có bị chật chân hay không lẽ nào chàng không biết. Thấy vẻ mặt của Lâm Di, Chu thập cửu đặt ly trà xuống đứng dậy cầm lấy rượu thuốc trên tay bà tử rồi cho bà tử lui ra. Nguyễn Nguyên không chịu để bà tử hầu hạ vậy để ta giúp nhé. Chu thập cửu đổ rượu thuốc ra tay rồi thoa lên chân Lâm Di. Lâm Di mím môi, toan rụt chân về. Chu thập cửu ngừng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng ý cười như có như không. Ngự y đưa rượu thuốc này đến để trị chứng chân lạnh của em. Dùng lúc thu đông là tốt nhất, em cứ tạm dùng thử vài bình xem sao. Thì ra là vậy, Chu thập cửu cố ý trêu nàng. Lâm gì vừa thẹn vừa tức, né tránh tay của Chu thập cửu. Vậy cũng không cần quận vương ra làm, người ta thấy được lại nghĩ ta làm cao. Chu thập cửu mim cười, ngón tay thon dài ôm chặt lấy chân của Lâm Di, hết ấn mờ u bàn chân rồi đến mát xa lòng bàn chân nàng. Sao Nguyễn Nguyên cử sợ người ngoài biết vậy nhỉ? Để người ta nói chúng ta thương yêu nhau chẳng phải rất tốt ư? Ừ. Chu thập cửu cử ôm lấy chân nàng xoa đến khi hết thuốc mới bỏ ra. Lâm Di sợ gọi nha hoàn sẽ làm mất mặt của Chu thập cửu nên đành thuận theo. Sau đó mới vội vàng bảo nha hoàn lấy nước đến hầu hạ chu thập cửu rửa mặt. Lâm Di trải xong chắn, bèn lên giường nằm cùng Chu Thập Cửu, chân được thoa rượu thuốc nên rất ấm áp dễ chịu. Chu Thập Cửu nghiêng người ôm lấy nàng, Thái hậu lên tiếng nói giúp nhà kính quận vương rồi, nói nếu Cát Khánh Sinh không chết thì phạt người hầu là được rồi, phán ca ca kinh quận vương tội quân thúc không nghiêm. Nàng đã sớm biết là kinh quận vương sẽ lấy cớ Cát Khánh Sinh chưa chết chẳng phải chân gia còn kiện ca ca kính quận vương trước đây cũng từng bỏ tiền thuê người hành hung ư. Chu thập cửu các đầu, chân gia cật cọng rồi, nói cả trong cúc dối ren nên lỡ lời. Lâm Di nhìn ánh đèn cổng đỏ cấp tóe ngoài cửa sổ, là ngũ vương gia ra mặt điều đình. Chu thập cửu củi đầu, dịu dàng nói, hoàng thượng vốn muốn nhị vương gia và tín thân vương cùng điều tra rõ chuyện tôn thất, cũng muốn nhận đó cảnh báo con cháu tôn thất phải biết tiết chế. Tránh càng ngày càng hoang đường. Mắt Lâm Di sáng lên, ai ngờ ý chỉ còn chưa được ban xuống, Ngũ Vương gia và Thái hậu nương nương đã xử lý xong toàn bộ sự việc rồi. Chu thập Cửu chỉ cười không nói gì. Thảo nào tâm trạng Chu thập Cửu rất tốt. Trông như là cắt da chịu thiệt, nhưng nhìn đại cục thì Ngũ Vương gia và Thái hậu nương nương đi nước cờ này hơi gấp gáp quá rồi. Lâm Di nói, lúc ở phủ tín thân vương ta cũng có nghe nói những năm gần đây hoàng thượng rất hậu đãi tổn thất số con cháu tôn thất làm quan nhiều hơn hẳn so với thời của thành tổ và cao tông hoàng thượng đi săn vụ thu còn cho con cháu tôn thất so tài cưỡi ngựa mục đích là để chọn ra nhân tài tử tôn thất doanh rõ ràng hoàng thượng có ý bảo vệ con cháu tôn thất ngũ vương gia cất công suy đoán tâm tư của hoàng thượng chính là để tìm cách lấy được lòng hoàng thượng như vậy mới được xem là phân ưu cho phủ hoàng. Được việc đương nhiên là tốt rồi, nhưng chẳng may làm không ổn thì sẽ như tự đánh mình. Lâm Di đang suy nghĩ, Chu Thập Cửu đã cởi dây buộc áo của nàng ra. Hôm qua mới quần nhau cả đêm, giờ nàng còn cảm thấy đuổi ý ẩm đây này. Lâm Di hơi tránh né, bên tai tại vang lên tiếng của Chu Thập Cửu, Nguyễn Nguyên, hôm nay là ngày Tết đoàn viên đó. Lấy cả Tết Trung Thu ra làm cớ kìa song nhìn ánh mắt cấp cánh của đối phương, Lâm Di tại không nỡ cự tuyệt. Chu Thập Cửu vừa hôn được một cái, bên ngoài chợt có tiếng gọi cửa, tiếp đến linh lung báo, quận vương gia, quận vương phi, bên nhà tổ có chuyện rồi. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.